Dạ xin kính chào chị. Dạ kính chào chị, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2022. Em tên là Định ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973821799. Dạ kính thưa chị, hôm nay thì bên em cũng có rất là nhiều các loại phong lan của khu vực rừng Kon Tum, thì cũng làm cái video để giới thiệu với chị, cũng rất là mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của anh chị ạ. Tụi em cảm ơn trước ạ. Thì hôm nay có các loại như sau anh chị. Đầu tiên là các cái gói combo thì cũng khá là nhiều loại anh chị. Thì tụi em bán 80.000 anh chị các cái gói combo này. Các cái loại cụ thể thì tụi em sẽ giới thiệu sau của anh chị. Cái hạt đỉnh hồng tụi em bán thanh lý 70.000 phần thanh này của anh chị, hạt đỉnh hồng. Cái loại lan cũng lạ lắm anh chị, tụi em cũng nói chung là tụi em từng tra cứu cái loại này, tuy nhiên thì lâu quá cũng không có, cũng quên luôn chị. Cái loại lan lạ rồi bán 40.000. Cái sân môi rừng anh chị, cái dòng này thì cái mặt kho nó giống như thỏi son anh chị, màu đỏ đẹp lắm anh chị. Cái phần tầm cỡ 60-70.000 thôi anh chị, 5-60-70.000 thôi, cô chị giờ dàn sưu tầm. Cái mỹ dung thì họ cực kỳ thơm rồi. Cái gói combo số 3 này, combo số 3 này thì bao gồm có cái văn đa uyên ương này, ngọc thạch này, cái lồng thú đá này, và cái khúc nguyên bản bạch hổ hoàng với đại bạch hạc của anh chị. Thì xíu nữa tôi sẽ quay kỹ và báo giá của chị. Ở cái tiểu hương đỏ chị, tiểu hương đỏ một phần này 120 này, phần này cả nhỏ hơn 90.000. Các phần giáng hương hôm nay tụi em có chia ra những cái phần cây to và cây vừa khác nhau của anh chị, thì đỡ của anh chị sưu tầm. Cây giáng hương tam màu sắc này, cây hiện tại đang nụ và hoa anh chị. Các phần kiều cam mở ra thì kính thưa anh chị, cái kiều chỗ em thân nó vuông chị, và đặc biệt là thân rất là mập. Thì cái thời điểm hoa thì nó giống, rất là giống với kiều vuông, và cái đặc điểm nó cũng dở trồng như cái kiều vuông này anh chị. Cái kiều cam mở ra này, tình trạng cây xanh tươi cực kỳ luôn anh chị này. Kiều cam mở ra. Tiếp theo các phần kiều cánh tua thì cái dòng này hoa nó sai cực kỳ của anh chị, hoa nó sai tận gốc rồi anh chị. Kiều cánh tua này, trước nào tôi sẽ mô tả kỹ sau của anh chị. Tiếp theo cái kiếm xích ngọc một phần thôi, tôi bán 80.000. Các cái phần kiếm này thì cái bộ lá rất là to anh chị, kiếm rừng. Kiếm này thì ở khu vực chỗ em này chủ yếu là kiếm bicolor hoặc là kiếm lô hội anh chị. Cái kiếm các dê cũng tầm cỡ 60.000 đến 70.000, 80.000 thôi anh chị, nó cũng không có, giá trị nó cũng không có cao anh chị. Tiếp theo cái thanh đạm nâu này, cái trong này thì hoa đẹp. Tuy nhiên thì cũng rất là ít con chị sưu tầm anh chị. Thì giá cũng rẻ đó thôi anh chị. Tôi bán 50.000 cả mới luôn anh chị này. Tiếp cái một cái dòng thanh đạm khác anh chị. Cái dòng thanh đạm này cái giá hành rất là to và hoa cực kỳ đẹp của anh chị. Xíu nữa tôi sẽ mô tả kỹ sau. Cái này thì cái tên Latin như thế này của anh chị này, và cái tên theo mô tả theo cái trang Hoa Lan Việt Nam .org là thanh đạm voi hoặc là thanh đạm môi long. Thì các phần này tôi bán 60.000. Cái thanh đạm này hoa rất là to và hoa đẹp cực kỳ anh chị. Nó tương tự như cái mạch hoa của thanh đạm đại hàm long của anh chị. Thì cách đây cũng một số một khoảng thời gian thì tụi em cứ bán loại này, tụi em có nhầm lẫn với cái thanh đạm đại hàm long. Thì bữa đó thì tụi em bán tầm 60.000 đến 90.000 anh chị. Nếu mà quý anh chị đặt hàng và tụi em nói lộn tên thì quý anh chị có thể là liên hệ để em bồi thường lại của anh chị. Thì nói chung cái giá trị nó cũng cao, tuy nhiên thì đôi khi tụi em tra nó không kỹ, thành ra nó nhầm, quý anh chị cũng thông cảm ạ. Tiếp cái dòng này thì hoa cực kỳ đẹp đó anh chị. Cái hoàng thảo hoắc mao. Mặt hoa thì cực kỳ đẹp luôn, và dòng này hoa khá thơm nữa. Hôm nay thì có những dê rất là đẹp của anh chị. Có 3 phần rồi, con chị sưu tầm. Tiếp cái trúc mành của Kon Tum này. Cái này thì cô chị có kinh nghiệm thì sưu tầm những phần nào con chị. Những phần nào mà nó dở khó thì con chị cũng có thể là trao đổi với bên em để con chị mua và về chăm sóc cho nó dở con chị. Bởi vì tụi em bán hàng tuy nhiên cũng tham khảo cũng rất là nhiều cô chị lớn tuổi hoặc đã trồng lâu năm rồi anh chị. Tiếp theo là các cái phần đại bạch hạc thì tụi em bán 70.000 phần thế này anh chị. Cái mùa này thì nó đang nụ hoa, thành ra cô chị mua về chơi hoa được của anh chị. Nó đang sân bắt đầu hết rồi. Hoa trong này thì hoa khá to và hoa thơm nữa. Và cái vanda này, vanda 60.000 của anh chị. Vanda thì hoa đẹp lắm anh chị, và hoa bền nữa. Cái hồng lạp thì
Cái hoàng lạc của con tâm á thì nó thân nó dài và nó mập lắm anh chị. Thân dài. À, cái hoàng lạc. Cái combo số 1 thì cũng có khá là nhiều loại anh chị. À, thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có rất là nhiều các mặt hàng, thì con chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến bên em đầu số 0973 821 799. Các mức giá bên em bán thì chưa bao gồm một cước phí vận chuyển anh chị. Rồi em sẽ đồng thời gửi hai cái đơn vị vận chuyển là CNT và Bưu điện. Của chị thích cái bên nào thì có thể yêu cầu bên em gửi bên đó tí bên dịch vụ đó anh chị. Thì cái CNT thì cước nó nhẹ hơn, tuy nhiên thì đôi khi thì có những khu vực nó đi rất là chậm anh chị. Còn bên Bưu điện thì cước lên trên là tầm khoảng 66.000 đến 10.000, thì tuy nhiên thì nó sẽ an tâm hơn rất là nhiều. Đầu tiên tụi em giới thiệu trước cái đại bạch hạc này. Cái đại bạch hạc thì phần số 1 là bán 6.000. Cái dòng này thì dòng ngắn của chị, dòng ngắn tuy nhiên nó cũng đã nứt nụ hết rồi anh chị. Cái đại bạch hạc này, phần này thì được rất là nhiều dê và trình trạng thì cây tươi cực kỳ của anh chị này, bởi vì người dân họ mới khai thác thôi. Phần này tụi em bán 6.000, anh chị về chia ra làm hai giò cũng được, hai giò như thế này, anh chị ghép. Có gì chịu khó ghép bởi vì cái phần này nó ngắn chị. Đây, phần số 1 đại bạch hạc 60.000. Đại bạch hạc các phần sau thì 70.000 của anh chị. Phần số 2 là 70.000 này, kích cỡ thế này. Đây. Phần những phần này cũng đang nứt nụ hết rồi. Đây, phần số 2 này của chị trồng được một chậu cũng khá là đẹp của anh chị. Hàng tụi em đã cắt tỉa hết rồi. Cho nên như thế này con chị về ghép luôn cũng phải cắt tỉa nhiều anh chị. Tình trạng cái đẹp. Tiếp cái đại bạch hạc phần số 3 đây. Phần số 3 là anh chị. Tụi em muốn bán với giá 70.000. À, phần số 3 này. Giá 70.000 anh chị. À, đại bạch hạc phần số 4 này. À, tụi em bán với giá 70.000. À, số 4 này. À, số 4 70.000. Đại bạch phần số 5 anh chị cũng với giá 70.000. À, đại bạch hạc hoa to và cực kỳ thơm luôn. Cái trúc mành của con tâm anh chị, trúc mành của thời là người dân họ khai thác tu mơ rong này. Con gì cũng có so sánh cái đốt của anh chị, so sánh cái gì khác biệt giữa cái trúc mành con tâm với trúc mành các vùng khác. Thì cái dòng này trong tự nhiên bữa nay nó cũng ít dần rồi anh chị. À, thì phần này còn có một giờ này anh chị này. À, một giờ này. À, giờ số 2 đây anh chị. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4 này. Số 5, 4 5 giây anh chị. Trong một phần rất là xâm xê. À, thì cái phần cái này thì cái mức giá này nó cũng rất là cao anh chị. Cái trúc mành của con tâm. Con chị đôi khi mua trúc mành ở ngoài Bắc thì nó hơi rẻ hàng tí anh chị. Tuy nhiên thì trúc mành của con tâm thì nó ít, thành ra cái mức giá nó cao. À, thì con chị mua các cái đơn vị bán hàng ở con tâm thì cũng tầm giá này hoặc là các hạt cơ thể rẻ hơn tí các chị. Đầu tiên là cái hoàng thảo hắc mao này. À, thì cái mặt kho thì tụi em sẽ quay kỹ cái mặt kho để con chị tham khảo. À, con chị có thể đánh giá sự khác biệt giữa cái hoàng thảo hắc mao hoặc cái và cái nhắc điểm hoàng của chị. Em thấy nó sự khác biệt rất là lớn của chị này. Đầu tiên là cái môi nó anh chị này có một cái đốm màu đỏ à, đẹp lắm anh chị. À, và hoa thơm nữa. Đây có cái cửa nữa này. À, thì nói chung cái dê này thì thân mập mạp và dê đã tròn đẹp đó anh chị. À, ho thì sâm sơ luôn. À, à, hoàng thảo hắc mao phần số 1 170.000. À, các cái phần bên em bán thì chưa bao gồm cái phí ship vận chuyển anh chị. À, phí ship vận chuyển thì ví dụ như phần này tầm cỡ 30-35.000 gì đó anh chị. À, thì con chị cũng cân nhắc lựa chọn giữa các phần hàng và cái cộng phí ship của anh chị. À, phần số 2 là 70.000 này. Hôm nay nguyên một dê của anh chị. Kích cỡ này thì cái dê này thì nó nhỏ hơn, tuy nhiên thì cũng khá là sai hoa anh chị. À, cái hoàng thảo hắc mao phần số 2 này tôi bán giá 70.000. À, cái hắc mao phần số 3 này với giá 60.000. Còn một dê của anh chị. Dê số 2 này. Số 3 này. À, 3 giờ hắc mao này tôi bán giá 60.000. Cái hoàng thảo hắc mao. À, tiếp cái thanh thanh đạm nâu anh chị. Thanh đạm nâu thì một phần 50.000 anh chị. À, tình trạng cái thì cũng rất là tươi luôn. À, thì
Kính thưa quý anh chị, các cái dòng thanh đạm á, thì quý anh chị cái vườn đảm bảo cái độ ẩm tốt của anh chị, thì sưu tầm những cái dòng này, những dòng thanh đạm thì hoa nó to và nó cực kỳ đẹp của anh chị. Tuy nhiên thì anh chị đảm bảo cái độ ẩm thôi. Còn có 1 dê này, 2 dê này, 3 dê này, 4 dê này, 5 dê này, 6 dê này, 7 này, 8 dê này. 8 dê này cái mới thế này anh chị, rồi bán 50.000. Dòng thanh đạm thì nó rất là đa dạng luôn. Thanh đạm nâu này, rồi bán 50.000. Thế cái dòng thanh đạm voi hay gọi là thanh đạm môi long đó anh chị, thì cái tên Latin như thế này, cái họ của chị có thể là tra vào cái các cái trang hoalanvietnam.org hoặc các trang khác, thì chị tra theo cái dòng này đó. Thì mỗi phần tụi em bán 60.000 anh chị. Dòng này hoa, dòng này hoa to và khá đẹp anh chị. Cái đặc biệt là cái dòng mà cái giá hành nó rất là to, giá hành là to cực kỳ luôn. Thì mỗi phần tụi em bán với giá là 60.000. Thì cái mặt kho như thế này để con chị tham khảo anh chị. Đây mặt kho, mặt kho như này nó hơi chói tí, mặt kho to đẹp lắm anh chị. Đây, không biết đây thế nào cho nên mặt kho nó tay con chị. Đây, mặt kho như này đẹp lắm chị. Thì lúc chiều tụi em cũng có tham khảo và cũng có ta và cái đang hoa lan này anh chị, này hoa to và đẹp kỳ luôn, hoa dạng chùm tầm cỡ 6 đến 7 chiếc hoa trên một vườn hoa anh chị này. Đó. Thì mỗi phần này tụi em bán với giá 60.000 anh chị. Thì phần số 1 này cái giá hành cực kỳ to luôn. Đây thì cái này anh chị trồng chậu đẹp anh chị. Đặc biệt là cái bộ lá này dày và cứng và cái giá hành to. Thì mỗi phần này tụi bán với giá 60.000. Phần số 3 đây anh chị cũng với giá 60.000. Phần số 4 này cũng với giá 60.000. Phần số 5 cũng với giá 60.000 anh chị. Các phần nó gần gần như nhau anh chị. Tiếp cái combo số 1 của anh chị này. Combo số 1 thì tụi em bán với giá 80.000. Thì bao gồm có thanh đạm nâu luôn anh chị này. Tiếp theo hai cái nhánh đang lạ lạ anh chị. Này đa tăng thì cũng không phải, hình như loại khác anh chị. Đây. Tiếp theo các cái dòng này hình như thanh đạm loại gì đó anh chị, tụi em cũng tạm thời quên tên mất rồi. Là ba gân thì cũng không phải. Thân nó hơi vuông, tuy nhiên vuông nó to hơn so với những cái bữa trước tụi em bán loại thanh đạm. Cái thân nó cũng hơi vuông, tuy nhiên thì thân nó nhỏ hơn này anh chị, thân này to. Rồi loại này cũng khá là nhiều này. Hình thức thì nó như y như cái giá hành của cái hòn lạp của anh chị, tuy nhiên không phải anh chị. Đây thì cũng có khá nhiều cái loại này của anh chị. Đây. Cũng có khá là nhiều loại này luôn. Đây anh chị. Thế thật là cái bầu rượu nếp anh chị, cái họ hàng của Calanthe á. Và cái này là lên nhung anh chị. Lên nhung cũng được một số giờ đấy anh chị. Thanh đạm ba gân nữa này. Tiếp theo cái thanh đạm lá cỏ như vậy này. Thanh đạm lá cỏ. Cái bầu rượu nếp của Calanthe lúc nãy này. Nó tục đoạn. Này lên nhung này. Đây, anh chị. Thì một phần cũng khá là nhiều thế này, tụi em nhiều loại thế này tụi em bán với giá là 80.000 luôn chị. Đây. 80.000 cái phần cái combo số 1. Tiếp theo cái dê hoàng lạp chị, nguyên dê luôn. Dê này thì thân nó kích cỡ khá là dài luôn. Kích cỡ dài lắm chị. Và dê này thì chủ yếu là thân tơ và thân cá lá thôi. Kích cỡ dài và nguyên dê. Này, nguyên dê này của anh chị. Thân lá rất đẹp luôn. Dê này tụi em bán giá 220.000. Cái hoàng lạp số 1 của hoàng lạp một phần thôi anh chị. 220.000. Cái loại vanda này anh chị này. Vanda này vanda nâu.
Thì một phòng này tụi em bán với giá là 60.000. Gồm có một cây đây anh chị này. Em xin phép đi nhanh anh chị bởi vì những phần sau còn rất nhiều luôn. 3 cây này. 4 5 6 7 cây này. 8 cây anh chị. 9 10 11 12 13 cây anh chị. Những cái mới thế này thì bán 60.000. Cái Vanda, Vanda nâu. Rồi các phần kiếm này. Kiếm này thì cô chị về sổ hồ anh chị. Có thể là kiếm Bikiller hoặc là đồng kiếm hai màu đó, hoặc là có thể là kiếm lò hỏi. Cái trong này thì cái bằng lá nó khá to so với bình thường này cô chị này. Kiếm thì em có nói với người dân chọn lọc những cái phần kiếm lá to to và lá đẹp á cô chị. Thì người ta họ khai thác. Còn những phần kiếm kia thì cô chị nhỏ lá nhỏ với cô chị cũng ít mua anh chị. Cái giá hành to rồi này. Giờ này nguyên giờ này cô chị. Tụi em bán cái giá 80.000. Phần số 2 này cũng có giá 80.000 luôn. Bộ lá anh chị, giờ này đẹp đẹp này anh chị. Cái thớ nó cực kỳ đẹp luôn. Phần số 2 này giá 80.000. Cái kiếm phần số 3. Phần số 3 thì nguyên dê, tụi em bán giá 60.000. Nguyên dê này anh chị. Nguyên dê này tụi em bán giá 60.000. Cái bộ lá thế này anh chị, đẹp. Lá đẹp ạ. Số 3 60.000. Cái kiếm phần số 4 này. Phần số 4 thì với giá 40.000 anh chị. Một giờ thôi. Với giá 40.000 kiếm phần số 4. Tiếp cái kiếm xích ngọc này, tầm bán với giá 80.000. 80.000 thì khá là nhiều luôn. Anh chị cũng có thể chia hai chậu cũng được. Hoặc là chị ghép một chậu cũng được. Gồm có một giờ đó anh chị này. Thì người dân ở mới khai thác về chiều anh chị, thành ra bộ lá rất là tươi luôn. Một giờ này. Hai giờ này. Ba giờ anh chị kiếm xích ngọc. 80.000. Các phần kiều cánh tua. Kiều cánh tua thì lúc này tụi em có mô tả thì cái ho nó rất là sai ho anh chị. Đây, tụi em có thể là chứng minh của anh chị xem. Ví dụ như cái một cái thân này anh chị. Cái vòi ho này. Nó xuống tận từ gần gốc luôn anh chị này. Nó mà nó ra ho theo các cái mắt nó này anh chị này. Rất là sai ho luôn anh chị. Thì cái giờ này nguyên một giờ luôn. Và thân tơ và thân cá lá rất là nhiều anh chị và thuộc cái hàng dài. Dài kích cỡ thì tầm cỡ 50 đến 60 cm anh chị. Nguyên như này, tụi bán giá 160.000 này. Giờ này đẹp. Mà múc ra hoa thì sẽ rất là sum sôi đó anh chị. Số 1 kiều cánh tua. Kiều cánh tua chứ không phải mô tua anh chị. Rất là nhiều của anh chị nhầm lẫn kiều mô tua này, kiều cánh tua này với cái kiều mô tua. Ở chỗ em thì bán kiều cánh tua anh chị. Phần số 2 này với giá 90.000, kiều cánh tua số 2 90.000 bao gồm cả một dê anh chị. Dê số 2 này, hai dê này cũng thuộc cái dòng thân dài tầm khoảng 50 cm. Kiều cánh tua số 2 với giá 90.000. Kiều cánh tua phần số 3 đây. Thứ 3 thì kích cỡ thế này anh chị, tầm khoảng 30 cm. Những dê này gọn gàng hơn. Phần số 3 90.000. Một dê này, hai dê này, ba dê này. Bốn dê này anh chị. 4 dây này tụi bán cho 90.000 anh chị. Kiều quần tua số 3. Thế là cái kiều quần tua phần số 4 này. Số 4 thì với giá là 90.000. Như thế này anh chị. Gồm 1 dây này. 2 dây này. 3 này. 4, 5 này. 6 dây anh chị. 7 dây này. 8, 9 dây này. 9 dây này tụi bán với giá là 90.000. Kiều quần tua phần số 4. Thế là kiều quần tua phần số 5 và số 6 thì mỗi phần tụi bán với giá là 60.000. Hàng này ngắn. 60.000. Số 6 này cũng giá 60.000. Tiếp cái dòng lan lan lạ anh chị. Thật ra thì tụi em chưa nhớ ra cái tên, tụi em đặt lan lạ thôi anh chị. Chứ không phải lan lạ đâu ạ. Thì một phần này tụi em bán với giá là 40.000 anh chị. Đây, 40.000 như thế này. Phần lan lạ tụi em bán với giá 40.000. Các phần kiều cam mở ga. Phần số 1 tụi em bán giá 60.000 này. Phần này thuộc cái dòng nhỏ, 1 dê này, 2 dê này. Đây anh chị, cái kiều của em thì thân mập và thuộc cái dòng thân hơi vuông anh chị. 2 dê này, 3 dê này, 4 dê này, 5 dê anh chị. 6 dê này, 7 dê này, 8 này, 9, 10 dê này, tụi em bán giá 60.000. Kiều cam mở ga phần số 1. 60.000. Cái kiều cam mở ra phần số 2 này. Phần này 170.000 anh chị. 170.000 ạ. Thì thân anh chị. Thân mập. Con chị có thể là so sánh với cái ngón tay cái của em này.
Thì con chị kiều thì có thể là mua, nhưng con chị nhiều vùng khác nhau, tuy nhiên thì nếu mà con chị mua về em đảm bảo là nó sẽ mập gấp tầm gấp hơn 2 lần những cái kiều những vùng khác như vùng Lào rồi anh chị. Kiều vùng Lào thì nó thật sự với con chị nó ốm lắm anh chị. À, nó ốm tầm này thì cao lắm rồi anh chị. Tuy nhiên cái vùng của em thì nó thân mập và chắc. Đó. Còn có 1 dê này. À, thế giờ số 2 rồi anh chị này. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4 anh chị. Giờ số 4 này. Giờ số 5 này. À, giờ số 6 này. À, giờ số 7 đó anh chị. Giờ số 8 này. À, tụi mình sẽ so sánh cái kích cỡ của thân từng giờ của anh chị. À, giờ số 2 này. Giờ số 3 này. À, giờ số 4 này. Giờ này có thân rất là mập hết đó anh chị. À, phần số 2 này với giá là 170.000. À, kiều cam mở ra phần số 2. Cái kiều cam mở ra phần số 3. À, cái thưa anh chị vì sao tụi em nói cái kiều cam mở ra anh chị, bởi vì nó có thể là nó số ho vừa cánh trắng hồng cam và vừa có thể là vừa số ra cái cánh màu vàng nhạt mà màu mở ra đó anh chị. Thì nói chung cái hàng rừng thì con chị số ho cho nó chính xác nhất con chị anh chị. Cho nên nhìn nói chính xác kiểu cam thì mau nó ra mở gà, hoặc là nói mở gà thì nó ra kiểu cam thì cũng thật ra cũng không có đáng không chị, tụi em bán cũng không đáng lắm đó. Còn số 3 này với giá 170.000. À, thì bao gồm có 1 dê anh chị, thân thì cũng rất là mập luôn. 2 dê đây. À, 3 dê này. À, 4 dê anh chị. 5 dê này. À, 6 dê này. À, 7 dê này. À, 8 dê này. À, và 9 dê này. Đây, thân cực kỳ mập luôn. 2 dê đây. À, 3 này. 4 này. À, 5 này. À, 6 này. À, 7 này. 8, 9 dê này anh chị với giá 170.000 kiểu cam gà số 3. Hàng tụi em cắt tỉa rất là sạch sẽ và kỹ anh chị, kỹ càng sạch sẽ. Và tụi em sẽ đóng hàng kỹ con chị. Cái kiểu cam gà phần số 4. Phần này 190.000. Kích cỡ thế này anh chị. Và xanh tươi, thân mập. À, 190.000 thì tụi em sẽ xin phép đi kỹ con chị. 190.000 thì bao gồm 1 dê này. À, dê số 2 này anh chị. À, dê số 2 này. Thân thì không lồ luôn. À, dê số 3 đây. À, dê số 4 anh chị. À, dê số 4. À, dê số 5 này. Đặc biệt dê số 5 thì thân mập. À, giờ số 6 này. À, giờ số 6 đó anh chị này. À, thì phần kiều cam mở ra phần số 4 này tụi em bán giá 190.000 anh chị. À, hàng đẹp. À, 190.000 phần số 4. Tới kiều cam mở ra phần số 5. À, phần 5 là 160.000. Phần này thì thân cũng to cực kỳ của chị. Đây. À, to hơn hình như gần như gấp 2 lần ngón tay cái của em luôn ạ. Anh chị. À, gồm có 1 dê này. À, giờ số 2 đây anh chị. À, giờ số 3 này. À, giờ số 3 này. Số 3 thì cái thế nó hơi chạng tí con chị. Con chị về lấy dây buộc hình thức thế này. À, và con chị ghép thêm những cái thân thế này nữa là nó bù trừ thành cái do đẹp anh chị. À, số 5 160.000. À, kiều cam mở ra phần số 6 này. Phần này thì quá đẹp luôn rồi. Phần này 300.000 này. Tụi em cố tình lựa những cái phần này đã riêng của anh chị này. À, thì hình thức thì cái chiều cao tầm khoảng 50 đến 60 cm. À, như thế này. À, và thân thì mập của anh chị. Hầu hết là các thân đều cực mập luôn. Và thân tơ và thân lá thì nhiều cực kỳ luôn. Và lá thì to. À, anh chị này. À, thì tụi em xin phép đi kỹ từng giờ của anh chị. Đây, dê số 1. Dê số 1 dê cực kỳ đẹp luôn. 1 dê này. Dê số 2 đây anh chị này. À, dê số 3 đây anh chị này. À, dê số 4. 4 dê thì những phần tụi em chia đó thì phần kích cỡ dài ngắn nó gần như tương đương với nhau anh chị. Tại này con chị về ghép nó sẽ rất là thẩm mỹ luôn. Kiều camera phần số 6. À, 300.000. À, kiều camera phần số 7. Phần này thì 250.000. Phần này thì hàng dài thuộc cái dòng hàng dài của anh chị. Tầm cỡ 70 đến 80 cm, tầm 80 cm.
Và con chị thích chơi những hàng dài to khỏe thế này, sưu tầm những phân này con chị. À, gồm có 1 dê này. Đây, 1 dê này con chị này. À, dê số 2 này. À, dê số 3 này, số 4 này. 5 dê này con chị. 5 dê chiều dài nó gần như tương đương luôn. À, thân tơ và thân lá cũng khá nhiều luôn. À, 250.000 kiều cam mà gặp số 7. À, thì cái phần dáng hương tam màu sắc ạ. À, kính thưa anh chị, cái dáng hương tam màu sắc này thì những phần số 1 á thì những cái phần cái kích cỡ trung bình và một số cây nhỏ thì cũng tầm này thôi anh chị. À, cây nhỏ cũng tầm này thôi. À, thì tụi em bán nói chung cái phần này tầm cỡ 2,7 kg, tụi em bán với giá 250.000. À, thì con chị mua nếu mà 1 ký thì tụi em bán 100.000 một ký con chị. Nếu mà con chị mua hết thì tụi em bán 250.000 thôi. À, với 2,7 kg. Rất là nhiều luôn. Tụi em bao cái ngọn con chị, cái ngọn tụi em đã riêng rồi. Yêu cái phần cái dáng hương tam sắc hàng lớn con chị. Hàng lớn thì phần số 2 này tụi em bán 130.000. Thì tụi em sẽ giới thiệu từng cây con chị. Đây, phần phần số 2 này, kích cỡ cây lớn này. Đầu tiên là một cây này con chị. Cây số 2 này. Cây rất là lớn con chị này. Cây số 3 này, cây số 3 là to, dài, mẹ con luôn. À, số cặp lá thân thân nhiều. À, cái số 4 này. À, cái số 5 này. À, số 5 này anh chị. À, cái số 6 này. À, cái số 7 này. À, cái số 8 này. À, cái số 8 này anh chị này. Nó lặn một cây, cái số 9. Cái số 9 nó lặn vô nhỏ nhỏ thôi. À, cũng tuy nhiên là xếp đẹp. Phần kiểu dáng hương tam sắc phần số 2 này, 130.000. Cái dáng hương tam sắc phần số 3 này cũng phần rất là lớn. À, 160.000. Bao gồm có một cây mẹ con anh chị. Mẹ con thì nó cũng đúng cây đôi luôn, nguyên về luôn. Hai cây nó ngang nhau, kích cỡ cây lớn. À, một cây này. Cây số 2 này. Cây số 2 cũng cây đôi anh chị này. Thực ra hai cây này của anh chị đưa vào một chậu thành tác phẩm luôn anh chị này. Đẹp. À, cây số 3 này. À, cây số 4 này anh chị này. Cây số 5 này. Cái số 6 này. À, cái này nguyên dề. À, có thử phải nguyên dề không nhé. Mất công anh chị. Là nguyên dề hai ngọn này. Đây, cây nhỏ nhỏ này nè. À, cái này cái lớn anh chị này. Con này tôi bán 160.000. Cái dáng hương số 3. À, dáng hương phần số 4 này. 150.000. Cũng thuộc dòng cái lớn anh chị. Đầu tiên là một cây này. Cái này thì người ta gọi là xếp rục luôn anh chị này. Một cây à. Hai cây này. À, 3 cây này. À, 4 cây này. À, 5 cây anh chị. Cây số 6 này. Đây, cây số 6 đó anh chị này. À, cây số 7 đây. À, cây số 7 này. Lá dày và cực kỳ dày cực kỳ luôn. À, tiếp theo là cây số 8 này. Cây số 9 này. À, cái này nguyên dày anh chị. Giờ to dài. Đó, phần này tụi em bán với giá 150.000. Cái dáng hương phần số 4. Cái dáng hương phần số 5 này. Số 5 thì cũng một phần dài xâm xuê con chị. Số 5 thì 150.000. Đâu còn có một cây này. À, cái số 2 đây. À, cái số 3 này. À, cái số 4 con chị. À, số 4 cây dài và số lượng lá trên thân nhiều này. Mẹ con nữa. À, cái số 5. Cái năm cũng cái dài anh chị. Cũng có một ngọn này. Ngọn số 2. Một ngọn thôi anh chị. Đây. À, cái cây này thì lá nó hơi ảnh hưởng tí anh chị này. À, tiếp theo là con chị. 6 này. 7 cây này. À, 8 cây này. À, 9 cây này. À, về. 10 cây. 10 cây tuy nhiên 11 ngọn anh chị. À, thì phần số 5 150.000. Cái dáng hương tam màu sắc phần phần số 6 này. Phần này 160.000. Phần này cây cũng khá lớn anh chị này. Một cây mẹ bằng mẹ con anh chị này. À, kích cỡ dài lắm chị. À, đôi khi tụi em quay nó nhanh thì lược lược thì không kỳ lắm anh chị. Hai cây này. À, 3 cây anh chị. Cái số 4 này cũng cây lớn này. Cái số 5 này.
cũng cây lớn anh chị này, cây số 6 này. Cây 6 thì dài lắm, à, hai ngọn luôn. À, cây số 7 đấy, à, cây số 8 này. À, cây số 9, cây 9, cây số 10 anh chị, phần này 160.000, phần này cây lớn khá nhiều luôn, à, 160.000 phần phần số 6. À, tiếp theo các cái phần sân môi, à, hoa này màu đỏ giống như cây sân môi anh chị, phần số 1 này nguyên về sân môi này tôi bán giá 60.000 anh chị. À, sân môi này 60.000, cái dòng này dở trong cây anh chị, ví dụ như con chị về có thể là nó như thế này, con chị cắt ra thì con chị dăm xuống thì này nó sẽ nứt rỡ, nó sẽ mọc lên anh chị. Cái này hình như họ hàng của cẩm cù anh chị, nó cái dạng dạng trong nó cũng như thế anh chị. Phần số 2 này tôi bán 70.000 này. Phần số 2 này anh chị với giá 70.000. Phần số 2 này sân môi rừng này. Phần số 3 này với giá 60.000. Số 2 là nguyên về này 60.000 anh chị. Đó, sân môi rừng đây vừa rồi là số 3 anh chị, số 3 là 60.000. Phần số 4 là 50.000. Đó, gồm có 2 dê, 1 dê này, 2 dê này tôi bán 50.000. Phần số 4 tức là hạt đỉnh hồng thì tụi em bán thanh lý giá 70.000 phần này anh chị, tầm khoảng 9-10 giờ gì đó. Phần ta đông này tụi em bán 70.000 thôi, hạt đỉnh hồng. Cái combo số 2 này anh chị này, phần này 80.000 thì bao gồm có tóc tiên anh chị này, tóc tiên tức cái vanda nâu, 1 giờ vanda nâu, 2 giờ vanda nâu này, tức cái như này tục đoạn đuôi phụng thôi anh chị. À, hoặc là em xin lỗi, cái này là thanh đạm cánh bướm đó anh chị, không phải tục đoạn đuôi phụng đâu, thanh đạm cánh bướm này. À, một dê nhỏ bao rượu anh chị. À, này là lọng, lọng thì con chị như thế này anh chị, trong chậu anh chị. À, tiếp theo cái phần này thì cái mật khẩu hay gọi là cẩm chi của anh chị, những trong này thì hoa đẹp lắm anh chị, khuôn hoa đẹp nữa, thơm nữa đây, khá là nhiều luôn. Mà khẩu cẩm chi nó cũng lặng lặng ít như miệng kính răng thời của anh chị, à, khá là nhiều luôn. À, cái mới thế này thì bán giá 80.000. Cái mỹ dung thì hoa trắng màu xanh ngọc của anh chị, phần số 1 thì bán 80.000 này một cây này. Cái số 2 là cái số 3 đấy. Cái số 4 anh chị, số 5 này, 5 cây này thì bán 80.000. Cái mỹ dung phần số 2 này là 120.000, cây lớn hơn nhiều. Một cây này. Cái số 2 này. Cái số 3 này. Ba cây này anh chị, có chị trồng đẹp anh chị và tình trạng tươi. Đó. Số 2 là 120.000. Cái combo số 3 anh chị. Cái combo số 3 thì cũng một số loại nó hơi hiếm anh chị. Thành ra mức giá nó sẽ cao hơn. Thì đầu tiên là cái loại van lâm tu đá anh chị, lâm tu đá trắng này. 1 dê, 2 dê này, 3 dê này, 4 dê này, 5 dê này, 6 dê này và một cái dê kim nhật xuân. Kim nhật xuân, cái ngọc thạch 3 màu, dòng này thì hoa to và hoa đẹp, ngọc thạch 3 màu này. Tiếp theo là một cái cây giáng hương, tuy nhiên cái bộ lá thấy nó đẹp, con chị tôi đỡ vô đây để con chị về sưu tầm. Lá thì dày và lá nhỏ thôi, người ta gọi là lá đồng xu vậy đó. Cái giáng hương này, tức là cái vanda uyên ương, gồm có một cây con chị này. Cái số 2 đây, cái số 3 này, cái số 4 này. Số 5 thì vanda uyên ương thì con chị trồng chậu đẹp anh chị. Tức là một cái khúc nguyên bản bạch hoàng vừa đại bạch hạc con chị. Bạch hoàng đại bạch hạc thì có cái ban này tôi bán giá 160.000. Tức là cái tiêu hoàng đỏ hay gọi là giáng thu anh chị, phần số 1 120.000. Một cây này, hai cây anh chị, cái số 3 đây, cái số 4, cái số 5 này anh chị, cái số 6 này, 7 này, 8 cây, 9, 10 cây này 120.000. Cái tiêu hướng đỏ phần số 2 thì cây nó nhỏ hơn, 90.000 thôi. Còn tính nhanh tiếng anh chị, còn một cây này, 2 này, 3 này, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tầm 12 máy các anh chị. Tính hơi lâu, tầm 25 cây đi. Đó, số 90.000. Thì buổi tối hôm nay bên em cũng có một số các loại phong lan. Thì cũng cảm ơn cô chị đã bỏ chút thời gian để theo dõi ạ. Em cảm ơn cô chị rất nhiều ạ.